Xin chào tất cả các anh chị, mình tên là Sinh và trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết kế một cái bài đăng mẫu đẹp như là của anh Neil Patel và của anh Brian bên Black Lincoln, và chúng ta sẽ dùng Elementor Pro để thiết kế nó. Như các bạn thấy thì ở đây là cái bài viết mẫu của mình. Như các bạn thấy thì có tiêu đề này, có tiêu đề, sau đó có hình ảnh đằng sau đúng không ạ? Có hình đằng sau thì nó sẽ hơi đen đúng không ạ? Sau đó mình có tiêu đề này, sau đó mình có cái phần tác giả ở đây, và mình có thời gian đăng và những cái bình luận của bài blog post này nó sẽ nằm đây đúng không ạ? Đó, và khi mà các bạn lui xuống ấy thì các bạn thấy đây này, có cái mạng xã hội đây, là những cái mạng xã hội này khách có thể là khách hàng vào trang cái blog post của mình thì khách hàng có thể click vào đây để chia sẻ nó. Ví dụ mình click vào đây chẳng hạn thì nó tự động load cái trang đó, và người ta đăng nhập Facebook thì người ta có thể chia sẻ nó đúng không ạ? Đó, ví dụ tương tự cũng giống như là Twitter đó, Twitter cũng click vào đây và người ta để đăng nhập và người ta chia sẻ cái bài blog post của mình lên những cái social media đúng không ạ? Sau đó các bạn thấy này, cái phần mục lục ở đây thì nó nằm đây này. Phần mục lục này các bạn có thể là cho đóng hoặc là cho mở nha. Đó, còn đây thì mình sẽ cho mở. Cái phần mục lục này nó sẽ tắt lại những cái phần chính trong cái bài viết của mình. Các bạn thấy không ạ? Nó tắt đây. Ví dụ người ta click vào đây thì người ta có thể search đến những cái tiêu đề mà người ta muốn, những cái phần người ta muốn. Ví dụ như là lý do thứ hai chẳng hạn, người ta click vào đây thì nó sẽ bay ra lý do thứ hai ở đây đúng không ạ? Nó rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó, khi mà các bạn lui xuống này, các bạn thấy ạ, lui xuống thì mình sẽ có những cái social icon ở bên trái này thì rất là thuận tiện cho khách click vào share cái bài viết này. Đó, khi mà các bạn lui xuống tiếp này, các bạn lui xuống tiếp, các bạn thấy ạ, các bạn thấy có cái phần thông tin liên hệ này nó bị giữ lại đây đúng không ạ? Có phần thông tin liên hệ này nó giữ ở đây. Đấy, khi các bạn lui xuống nó thì nó vẫn tiếp tục giữ ở đây, và cái social icon này tiếp tục giữ ở đây để theo đuổi khách hàng. Khi mà khách hàng vào đây, khách hàng đọc cái bài đến đây thì khách hàng có thể là chia sẻ hoặc là khách hàng có thể là liên hệ với mình, nên rất là tuyệt vời. Cái này không chỉ là hoạt động tốt ở trên máy tính mà nó hoàn toàn hoạt động tốt ở trên điện thoại. Các bạn có thể xem ở đây này. Đó. Đó, khi các bạn vào điện thoại thì nó sẽ như này. Các bạn thấy không ạ? Nó sẽ tối ưu hơn. Các bạn thấy thì có những cái social icon nó chia sẻ nằm dưới này, thì mình đã thiết kế nó rất là chi tiết thì các bạn có thể dùng thôi. Thì mình sẽ để một cái template cho các bạn dùng nhé. Đó, thì cái này không chỉ là mình nghĩ ra để mình thiết kế thôi, mà mình đã lấy rất là nhiều cảm hứng từ bên anh Neil Patel và của anh Brian bên Black Lincoln nhé. Đó, thì mình sẽ chỉ cho các bạn xem này. Đó, như là của anh Neil Patel này, các bạn thấy đây là Neil Patel này. Mình nghĩ là rất là nhiều người bạn biết anh này đúng không ạ? Đó, khi mà các bạn lui xuống này, lui xuống nhé. Đó, các bạn thấy cái icon này nó bắt đầu nó show ra đúng không ạ? Đây rất là thuận tiện cho khách, để khách click vào đây để khách chia sẻ những cái bài blog của mình. Sau đó lui tiếp này, lui tiếp xuống này, các bạn thấy không ạ? Lui tiếp xuống thì cái phần này là cái phần quan trọng, cái phần là cái phần mà anh Neil Patel muốn người ta dùng cái phần mềm này chẳng hạn, thì người ta anh ấy sẽ cho cái này stick lại. Stick gọi là nó sẽ giữ lại đây, thì khi mà các bạn lui xuống ấy thì cái này vẫn sẽ giữ lại đây đúng không ạ? Nên rất là hữu ích khi mà khách vào đây thì khách sẽ thấy những cái sản phẩm của mình đúng không ạ? Như là của anh Brian đây cũng như thế. Của anh Brian, các bạn thấy có cái social share này, khi lui xuống này, đó, cái phần này nó sẽ stick ở đây và rất là thuận tiện cho khách chia sẻ nó. Các bạn thấy không ạ? Đó. Đó, thì mình không chỉ là thiết kế cái này cho mỗi cái website của mình, mà mình cũng thiết kế cái này cho cái website du lịch của mình. Các bạn thấy không ạ? Khi mình lui xuống này, đó, cái này vẫn giữ lại. Đó, cái này giữ lại. Khi mình lui xuống tiếp thì đây là những cái chương trình tour nó rất là hữu ích, mà mình muốn quảng bá những cái chương trình tour này thì mình sẽ show những cái này ra. Các bạn thấy không ạ? Cái này nó sẽ giữ lại đây và thuận tiện cho khách. Khi khách đọc bài viết này thì khách có thể là mua hàng, click vào đây để mua hàng đúng không ạ? Và những cái review đây chẳng hạn. Đó. Đó, thì để build được cái này thì cũng rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Thật ra thì mình đã tối ưu cái này, mình mất rất là nhiều thời gian để tối ưu, tầm khoảng là các bạn phải biết là mình không biết là bao nhiêu thời gian để dành để tối ưu cái này nữa. Nhưng mà các bạn, nếu mà bạn là những người trong thiết kế thì các bạn sẽ biết là nó mất rất là nhiều thời gian để tối ưu nó phù hợp với cái device gọi là desktop hay là mobile gì đó. Nó rất là mất rất nhiều thời gian để tối ưu đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ các bạn không lo nữa, bởi vì mình sẽ cho các bạn dùng cái template mà mình đã dành rất là nhiều thời gian để thiết kế nó ra, mà các bạn chỉ cần download về và các bạn upload lên trên cái template các bạn là, và các bạn có thể dùng nha. Đó,
Đây thì để làm thế nào để download được cái template này đúng không ạ? Thì mình để link ở dưới cái phần mô tả của video này. Các bạn có thể click vào cái link ở dưới cái phần mô tả của video này nhá. Mình sẽ để link cái link đầu tiên ấy. Thì các bạn click vào cái đường link đó thì nó sẽ đưa các bạn đến cái chỗ nó sẽ dạng như này đúng không ạ? Thì ở đây các bạn chỉ cần cho tên này, họ và tên này, sau đó cho cái phần địa chỉ email vào đây, sau đó click vào đây thì các bạn sẽ download nó về. Đây là download hoàn toàn miễn phí, không một chút phí nào nha. Thật sự là mình tại sao mình làm cái này, bởi vì mình thật sự là mình muốn những người mà thật sự đam mê, thật sự thích những cái template mà mình đã tạo ra thì người ta dám cho tên và email ở đây thì chắc chắn là họ muốn những cái tuyệt vời hơn, tuyệt hơn đúng không ạ? Có thể là tiết kiệm được thời gian hơn đúng không ạ? Đó thì các bạn chỉ cần cho họ tên này, địa chỉ email này thì các bạn click vào free download. Thì khi mà các bạn click vào free download thì nó sẽ ra trên inbox các bạn, nó sẽ làm như này đúng không ạ? Nó sẽ tải free template single post của bạn bên dưới này. Khi mà các bạn click vào đây thì nó sẽ mở ra này. Khi nó mở ra như này thì các bạn click vào cái chúng mà click vào đây này, click vào đây thì nó sẽ bay ra cái trang này. Khi mà bay ra cái trang này rồi thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái mũi tên này này, sau đó các bạn click vào đây này, sau đó các bạn tải xuống nhé. Đây mình sẽ tải xuống này, mình sẽ viết là sinh chẳng hạn, các bạn đặt một cái tên nào đó bất kỳ nha, các bạn lưu này. Đó thì nó tải xuống rồi. Công việc tiếp theo là các bạn phải vào trong Elementor để thiết kế nó. Đó, nếu mà bạn nào chưa có Elementor Pro thì các bạn cần phải mua nha. Bạn nào chưa có Elementor Pro thì mình cũng sẽ để link ở dưới cái phần mô tả của video này. Các bạn có thể check nó, giá của nó là 49 đô. Thì cái link ở dưới là cái phần là cái link affiliate của mình. Nếu các bạn mua qua đường link đó thì bên Elementor trích một chút phần trăm cho mình. Thì đó cũng là một cái điều rất là tốt để các bạn giúp cho mình. Các bạn có thể mua và ủng hộ mình, bởi vì mình hướng dẫn các bạn thiết kế website và hướng dẫn nhiều cái khác rất là hữu ích đúng không ạ? Đó thì hai bên đều win-win nhá. Thì sau khi các bạn tải về làm đây rồi nhá, thì các bạn cần phải vào trong cái trang Elementor, các bạn nhấn vào, các bạn đăng nhập vào WordPress các bạn nhá. Còn đây thì mình vào dashboard này, mình đã đăng nhập vào rồi thì mình nhấn vào dashboard. Sau đó mình nhấn vào cái chỗ template này này. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ Team Builder này, click vào chỗ Team Builder. Đó, khi mà các bạn click vào Team Builder thì các bạn thấy ở đây có cái chỗ Single Post này. Các bạn click vào chỗ Single Post. Nếu mà bạn nào chưa có cái single post nào thì nó sẽ có một cái xanh xanh ở đây nhé, có cái nút xanh xanh ở đây, các bạn chỉ cần click vào nó là được. Còn đây thì mình có ở đây rồi, mình nhấn vào chỗ Add New. Đó, sau đó mình sẽ, cái này là chọn single post nha. Sau đó mình sẽ đặt một cái tên nào đó, ví dụ như là tên mình sẽ đặt là new post chẳng hạn, mình đặt là new post. Sau đó mình nhấn vào create. Còn các bạn thì các bạn đặt bất kỳ cái tên nào, cái này là cái tên không xuất hiện ở ngoài nhá, cái tên này chỉ mình nhớ thôi, đặt để mình nhớ thôi nhá. Các bạn nhấn vào create này, create template này. Đó, khi các bạn nhấn vào create template thì bên bên Elementor có rất là nhiều template ở đây các bạn có thể chọn đúng không ạ? Nhưng mà những cái template này các bạn cũng có thể chọn được, nhưng mà nó sẽ không như cái của mình đúng không ạ? Nếu mà các bạn thích các bạn có thể chọn, nhưng mà ở đây thì mình cố gắng làm thế nào để tối ưu nó giống như là những người mà nó đã đi trước, những người mà nó đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi, người ta đã làm như này thì có nghĩa là những cái này là đã là những cái rất là tối ưu rồi đúng không ạ? Đó, hai anh này mình nghĩ là rất là nhiều người biết. Đó thì bây giờ các bạn chỉ cần vào đây, sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ My Template này. Sau đó các bạn thấy có cái phần mà các bạn tải về đây nhé, các bạn tải về đây thì các bạn có thể bê nó vào nhé. Nếu mà bạn nào chưa biết là cái file mình tải về ở đâu thì các bạn nhấn vào cái chỗ mũi tên này, sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ hiển thị thư mục này, này thì nó sẽ hiển thị cái thư mục các bạn tải về. Còn đây thì mình chỉ cần bê nó vào đây thôi, các bạn chỉ cần các bạn nhấn vào, còn các bạn nhấn vào cái chỗ mũi tên này, sau đó các bạn chỉ cần bê nó vào đây. Đó, các bạn thấy không ạ? Đó, khi các bạn bê nó vào đây rồi thì các bạn lui xuống này, các bạn bê nó vào đây thì các bạn lui xuống đây thì các bạn sẽ thấy. Như các bạn thấy thì đây mình có rất là nhiều template, như của các bạn nếu mà chưa có ấy, thì nó chỉ xuất hiện cái tên này thôi. Thì các bạn nhấn vào đó, các bạn chọn cái chỗ insert này, click vào chỗ insert, sau đó các bạn nhấn vào yes.
Đó, khi các bạn nhấn vào Yes, các bạn thấy không ạ? Thì nó bắt đầu nhảy ra một cái trang như này. Đó, các bạn thấy không ạ? Nó bắt đầu load lại những cái mà các bạn vừa tải về này. Thật sự những cái này là nó các bạn phải mất rất nhiều thời gian để thiết kế nhé. Nếu mà mình đảm bảo với các bạn, nếu các bạn tự thiết kế thì mất rất nhiều thời gian luôn. Đó, như đây thì nó đã tối ưu tất cả rồi. Nhưng mà nếu mà mình sẽ hướng dẫn các bạn, nếu mà các bạn muốn thay đổi màu chữ rồi hình ảnh rồi mọi thứ đúng không ạ, như ý của bạn đúng không ạ. Đó, ví dụ này, những cái tên này, ví dụ như là có hình ảnh đằng sau này, hình ảnh đằng sau thay đổi thì như nào chẳng hạn, đúng không ạ. Các bạn nhấn vào cái hai chấm này này, click vào hai chấm này, sau đó nhấn vào style này. Đó, sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ class này, thì cái này là cái future image này, thì các bạn chọn cho mình. Đó, các bạn nhấn lại này, các bạn nhấn vào cái chỗ daemon này, các bạn click vào đây thì future image post, các bạn tích vào đây thì nó sẽ tự động lấy bất kỳ những cái trang post nào ảnh của nó sẽ nằm ở ngoài này đúng không ạ, nó sẽ tự động lấy nó vào đây đúng không ạ. Nếu mà bạn nào chưa biết là cái post này, cái ảnh này nó lấy từ đâu thì mình sẽ chỉ cho các bạn xem, nó sẽ lấy từ trong cái phần post này này, all post chẳng hạn. Đó, nó sẽ lấy ở đây. Đó, thì nó sẽ lấy cái ảnh mà cái ảnh đại diện của cái bài post rồi đó. Đó, các bạn thấy này, cái ảnh đại diện nó sẽ nằm ở đây này, cái future image này, nó sẽ lấy tự động cái ảnh này, nó sẽ ra cái đây thì nó sẽ có ảnh đằng sau này. Đó, sau đó những cái chữ này nếu mà bạn nào muốn thay đổi màu chẳng hạn, đúng không ạ? Các bạn click vào đây, sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ style này. Sau đó ở đây ấy, thì các bạn có thể cho màu chữ thôi, rất đơn giản. Ví dụ các bạn muốn đỏ này cho đỏ, hoặc là cho cái mã code của các bạn vào đây chẳng hạn đúng không ạ. Còn đây thì của mình thì vốn dĩ là nó màu màu trắng thì mình cho màu trắng đúng không ạ. Đó, hoặc là ví dụ các bạn muốn cho cái này, cho cái gọi là cái tác giả của bài viết thì các bạn click vào đây. Đó, thì các bạn nhấn vào cái chỗ này này, sau đó các bạn chọn cái author thôi, chọn những người mà đã viết bài viết này đó, những tác giả đã viết bài viết này đó. Sau đó ví dụ các bạn ở đây, các bạn có thể chỉnh sửa cái này là viết bởi chẳng hạn, ví dụ là viết bởi xinh dáng chẳng hạn đúng không ạ. Đó, còn đây thì mình thích là cái chỗ by này đó, mình thích dùng tiếng Anh cái từ by này hơn đúng không ạ. Đó, còn rất là nhiều thứ khác, ví dụ các bạn có thể là cho avatar đó, show image đấy, các bạn có thể cho avatar, cho các bạn có thể cho to này chẳng hạn đúng không ạ, thì tùy các bạn thôi đúng không ạ. Còn đây là mình nghĩ là avatar thì nó có thể nó lót hơi chậm một chút thì mình giấu đi thôi, còn tùy các bạn nhé, tùy các bạn thế nào. Còn đây ấy, thì có cái phần thời gian này đó, các bạn click vào đây thì đây nó sẽ có thời gian này, day này đó, các bạn có thể chỉnh sửa chỗ này này, content thế. Đó, tương tự như vậy thì các bạn có thể chỉnh sửa màu nhé. Ví dụ như là cái phần này các bạn muốn sửa màu chẳng hạn thì các bạn click vào đó, sau đó các bạn nhấn vào style này. Sau đó các bạn vào cái chỗ text này này, sau đó cái chỗ này là cái chỗ màu, các bạn có thể click vào đây. Sau đó các bạn có thể chọn bất kỳ cái màu nào đúng không ạ? Đó, còn đây thì mình chọn cái màu cũ của mình đúng không ạ? Đó, và rất là nhiều thứ khác. Và cái đằng sau này ấy, ví dụ cái hình đằng sau là nó hơi đen đen thì làm thế nào để nó đúng cái màu các bạn chẳng hạn đúng không ạ. Ví dụ các bạn dùng màu mà màu nó hơi gọi là nó hơi chạm à hơi đen chẳng hạn, hoặc là hơi vàng chẳng hạn thì làm thế nào đúng không ạ. Thì các bạn click vào đây nhé, click vào cái chỗ này nhé, click vào chỗ này đó, sau đó các bạn vào cái chỗ overlay này này. Đó, các bạn thấy không? Có cái chữ màu đen đen này này. Đó, thì có cái chữ màu nó đen này, các bạn có thể cho bất kỳ màu nào, ví dụ các bạn muốn đỏ thì nó sẽ đỏ, đen thì nó sẽ đen. Đó, các bạn thấy không? Còn đây thì mình sẽ dùng cái màu cũ của mình đó. Đó. Đây là cái phần đầu ở trên cái phần ảnh đại diện của cái bài post này nhá. Tiếp theo này các bạn lưu xuống này, các bạn thấy ạ, ví dụ các bạn muốn là có nhiều thứ, nhiều cái social mạng xã hội khác thì các bạn click vào đây thôi. Click vào đây này, click click cái bút này này, thì các bạn có thể cho này, ví dụ như Facebook, LinkedIn, là LinkedIn hoặc Twitter, các bạn không thích LinkedIn chẳng hạn thì các bạn click vào cái dấu ít này, nó sẽ tự xóa. Còn nếu mà các bạn nào mà muốn cho thêm những cái social icon khác thì các bạn click vào đây này, sau đó các bạn chọn này, ví dụ như là các bạn muốn chọn là Pinterest chẳng hạn đúng không ạ, các bạn chọn Pinterest chẳng hạn thì các bạn tích vào thì nó tự động ra đây thôi đúng không ạ. Còn nếu mình không thích thì mình xóa đi chẳng hạn, đó thì rất là đơn giản đúng không ạ. Còn
Đó đó là sửa sơ sơ nhé. Còn nếu mà các bạn muốn sửa cái phần mục lục này chẳng hạn, thì các bạn nhấn vào cái bút này này, click cái bút. Sau đó, ví dụ như các bạn muốn sửa cái màu đúng không ạ? Ví dụ nhé, các bạn muốn sửa cái màu trên này. Này. À, đầu tiên là các bạn muốn sửa chữ đây chẳng hạn. Ví dụ các bạn không viết là mục lục mà các bạn sẽ viết là những cái gọi là tìm theo chủ đề chẳng hạn, tìm theo chuyên mục chẳng hạn, thì các bạn có thể viết ra đây. Đó. Đó đó. Đúng rồi. Nếu mà bạn nào muốn viết như nào thì các bạn có thể viết trên này nhé. Sau đó cái phần hát tát này thì các bạn giữ nguyên cho mình nha. Còn đây là cái phần archive này, acrobat tag này, các bạn cho mình là H2, H3 thì các bạn giữ nguyên thôi nhé. Đó, còn đây thì number, cái chỗ mark view này, number, ví dụ như là number thì các bạn sẽ có là những cái chủ đề, ví dụ chủ đề 1, chủ đề 2 chẳng hạn. Còn nếu mà có phần border thì nó sẽ có dấu chấm đúng không ạ? Nó sẽ có dấu chấm ở đây. Nhưng mà mình thích là có chủ đề hơn đúng không ạ? Chủ đề có thể là nó hay hơn. Đó, còn chỗ advanced này thì nó sẽ có nhiều phần khác. Ví dụ như là các bạn cho phần mobile tablet này các thứ, như chỗ này các bạn phải vào tablet để các bạn chỉnh thôi. Nhưng mình khuyên là chỗ này các bạn nên giữ nguyên nha, các bạn nên giữ nguyên đó. Sau đó ví dụ các bạn muốn sửa màu cái này để phù hợp với cái thương hiệu của các bạn thì sao đúng không ạ? Các bạn nhấn vào cái style này. Sau đó ví dụ các bạn cái phần box này này, các bạn có thể cho màu nha, cái phần box cái background của cái thằng này các bạn có thể cho màu này. Đó, đầu tiên này các bạn thấy không ạ? Đó, màu tất cả nó sẽ thay đổi mà các bạn có thể chỉnh sửa theo cái màu thương hiệu của các bạn nha. Còn đây thì mình giữ nguyên cái màu này đúng không ạ? Đó. Đó, ví dụ cái phần header đúng không ạ? Các bạn muốn sửa cái phần header thì như nào? Đó, cái phần mục lục cái phần header cái chữ này này. Đó, ví dụ như các bạn muốn sửa theo chữ của các bạn đúng không ạ? Đó, ví dụ như là các bạn muốn màu đỏ, mình cho màu đỏ cho nó nổi nha chẳng hạn. Đó, nó sẽ có màu đỏ. Đấy, hoặc là bạn màu đen thì cho màu đen. Đó, đây là mình giữ nguyên. Đó, còn những cái list này này, những các bạn có thể cho màu cái list này này. Các bạn cái đây là màu đen nhé, thì các bạn có thể cho màu thương hiệu các bạn vào đây. Sau đó cái phần mà các bạn di chuột vào ấy thì nó hơi màu xanh xanh đúng không ạ? Thì là cái chỗ hover over này, các bạn nhấn vào cái chỗ hover này thì các bạn sẽ thấy cái màu ở đây, thì các bạn chỉ cần click vào đây thì nó sẽ đổi thành các màu khác. Khi mà các bạn di chuột vào thì nó sẽ chuyển thành màu khác nha. Đó, thì là sửa cái phần này nhá. Và rất là nhiều thông tin dưới này. Còn cái phần stick này thì các bạn chỉ cần click vào đây. À, các bạn click vào đây, sau đó các bạn chỉ cần thay đổi số điện thoại hoặc là cho bất kỳ những cái khác vào đúng không ạ? Đó, nếu mà các bạn muốn thêm những thông tin khác thì các bạn chỉ cần sửa đây là được đấy. Và một số cái khác này mình sẽ hướng dẫn các bạn ở dưới cuối này chẳng hạn. Đây ví dụ nhé, cái phần chia sẻ này, có cái này là cái phần chia sẻ này, các bạn có thể cho thêm những cái công cụ khác này, những cái social khác này, các bạn có thể là cho Pinterest hoặc là một số cái công cụ khác vào đây, hoặc là các bạn có thể chỉnh sửa cái chia sẻ này thành những cái khác chẳng hạn. Đó, hoàn toàn là phụ thuộc vào các bạn thôi. Còn cái phần author này, cái phần author hay còn gọi là cái phần tác giả này này, thì các bạn phải vào trong WordPress để sửa nha. Đó, ví dụ có hình ảnh này, sau đó có mô tả đây, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Các bạn cần phải vào đây, các bạn nhấn vào cái chỗ dashboard này nhá. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ user này, cái chỗ user này, thì đây các bạn nhấn vào cái chỗ phần user đây, các bạn nhấn vào edit. Đó, thì các bạn lưu xuống này, thì đây là cái phần mô tả này, đây là cái phần mô tả của các bạn nè. Cái phần mô tả này chính là cái phần này này, mô tả chính là cái phần này này. Đó, đó, sau đó tên này, tên thì các bạn cho vào đây thôi, ví dụ tên này các bạn cho nickname này, ví dụ xinh dáng các bạn sửa thành tên khác chẳng hạn, thì nó sẽ chuyển ra đây, thì nó sẽ tự động làm đây đúng không ạ? Đó, và tiếp theo là cái phần mà bình luận đúng không ạ? Các phần bình luận này thì mình đã có sẵn ở đây rồi đúng không ạ? Mình đã có sẵn ở đây rồi thì các bạn có thể là giữ nguyên thôi, mình khuyên là các bạn giữ nguyên đúng không ạ? Hoặc là nếu mà các bạn muốn cho lên trên lên sau thì các bạn có thể bê tùy thích đúng không ạ? Các bạn bê nó vào đâu tùy các bạn thích đúng không ạ? Đó, tiếp theo là cái phần bài viết liên quan này này. Cái phần bài viết liên quan thì các bạn có thể là các bạn muốn viết như nào thì các bạn click vào đây thì các bạn viết thêm chẳng hạn. Đó, ví dụ các bạn muốn viết thêm gì thì các bạn viết, là muốn sửa như nào tùy các bạn đúng không ạ? Đó, còn các bạn click vào dưới này. Đó, click vào dưới này thì đây là mình đang có 4 bài nhé. Thì nếu mà bạn nào muốn là có 3 bài thôi chẳng hạn thì các bạn nhấn vào cái chỗ
4 này các bạn chỉ cần cho 3 thôi. Đó thì nó sẽ có 3 bài. Nhưng mà 3 bài thì cái phần bài 4 này nó nằm dưới này, thì đó là cái chỗ post per page này. Các bạn cho nó về cho nó về 3 bài chẳng hạn thì nó sẽ tự động cho 3 bài ở đây đúng không ạ? Hoặc là bạn nào muốn mà có cái phần call này này. Đó, cái call thì nó sẽ nằm đây, nó sẽ show cái category nó ở đây, gọi là danh mục. Đúng rồi, nó sẽ show ra những cái danh mục ở đây, là các bạn có thể customize more những cái này này. Đó, còn đây thì mình sẽ cho basic nhé. Mình sẽ cho basic nó sẽ như này, đúng không ạ? Đó, rất là nhiều thứ khác. Đó, đó thì các bạn có thể chỉnh sửa, hoàn toàn có thể chỉnh sửa theo ý của mình ở dưới phần này. Thì mình đây là cái template mình đưa cho các bạn, thì mình hướng dẫn các bạn thay đổi màu giống như cái thương hiệu các bạn thôi. Thì tùy các bạn muốn sửa như nào thì tùy các bạn nha. Đó, vậy nếu mà các bạn muốn sửa trên mobile thì sao đúng không ạ? Các bạn nhấn vào chỗ này này, các bạn nhấn vào Talent này. Đó, nó sẽ Talent thì nó sẽ là như này, nó sẽ như này này. Đó, nó sẽ như này. Đó, cái phần máy tính bảng thì nó sẽ là như này. Ví dụ các bạn thấy cái chữ này là nó hơi bị cách hơi xa đúng không ạ? Khoảng cách nó hơi xa, các bạn có thể là vào đây, các bạn cho cái chỗ height này này, cho như này thôi chẳng hạn. Đó, tùy các bạn, ví dụ cái chỗ space này các bạn cho nhỏ một tí chẳng hạn. Đó, hoặc là tùy các bạn chỉnh sửa như nào thì tùy đúng không ạ? Sau đó các bạn sửa trong mobile này. Đó, thì mobile nó sẽ như này. Thực sự là cái này mình đã tối ưu, rất là tối ưu rồi. Bây giờ mình khuyến khích các bạn là chỉ có thể là sửa màu này. Hoặc là nếu mà bạn nào xóa một số phần thì các bạn có thể xóa. Đó, rất là nhiều thứ các bạn tối ưu thêm nha. Đó, đây. Đó, những cái blog post này các bạn thấy không ạ? Nó sẽ nằm đây này. Nếu mà bạn nào muốn sửa trên phone thì các bạn sửa ở đây nhé. Đó. Đó, sau khi mà các bạn làm xong ấy, sau khi mà các bạn chỉnh sửa màu giống như thương hiệu các bạn xong thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái chỗ polish này này. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ additional này này. Sau đó các bạn nhấn vào chỗ include, các bạn click vào đây. Sau đó các bạn chọn cho mình là post nha. Các bạn chọn cho mình là post. Sau đó chọn cho mình all post đây nha. Còn bởi vì mình đã có một cái template cho cái post rồi thì nó sẽ có màu đỏ, nhưng mà của các bạn nếu mà các bạn làm mới thì nó sẽ có màu xanh, mà các bạn chỉ cần chọn post và tất cả cái này là all là được. Sau đó các bạn nhấn vào save and close. Thế sau đó các bạn nhấn vào cái bài blog post của các bạn này thì nó hoàn toàn nó sẽ thay đổi giống như ý của các bạn luôn. Các bạn vào cái bài blog post của các bạn thì các bạn ví dụ như là các bạn vào cái bài này chẳng hạn đúng không ạ? Ví dụ các bạn vào bài này thì nó hoàn toàn chính xác 100% là nó như này đúng không ạ? Đó, thì đây là thật sự là cái template này mình đã dành rất 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 nhiều thời gian để tối ưu. Mình hy vọng là khi các bạn có cái template này thì các bạn dùng nó và các bạn để sửa nó để trở thành cái phiên bản của các bạn đó nha. Thì đó đó chính là cách mình thiết kế một cái bài mẫu đăng mẫu bài bài đăng mẫu cho cái blog post của mình, giống như là của anh Neil Patel hay là của anh Brian bên Black Lincoln. Thì mình hy vọng cái video này sẽ hữu ích và giúp các bạn tiết kiệm được nhiều thời gian để thiết kế được một cái bài post, một cái gọi là mẫu blog post nó tối ưu như là những người chuyên gia đúng không ạ? Right, thì đó là bài video của mình hy vọng là cái bài này hữu ích. Nếu bạn thấy cái bài này hữu ích thì hãy giúp mình subscribe cái kênh channel và cho mình một like. Và nếu mà bạn nào có những người bạn mà người ta cũng muốn thiết kế những cái như này thì các bạn cũng có thể làm chia sẻ cái bài video này cho người khác đúng không ạ? Bởi vì chia sẻ là còn mãi đúng không ạ? Thì mình cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình xin chào các bạn và mình sẽ gặp các bạn trong bài học tiếp theo. Bye bye.